Thưa quý vị và các bạn, như vậy trọng tài chính ông Hoàng Thanh Bình đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Nên theo mình nghĩ thì đây là một trận đấu rất là hay của hai đội. Hai đội đã cống hiến rất nhiều pha bóng đẹp và chúng ta có thể thấy là có 4 bàn thắng được ghi dành cho hai đội. Và mình cảm thấy là mình rất là vui và hạnh phúc khi là đội đã giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Thì như các bạn đã thấy thì mặc dù là bị nhận bàn thua ở những cái phút đầu tiên của hiệp 2 nhưng mà không vì đấy mà anh em có thể suy sụp. Anh em đã cố gắng quyết tâm hơn, càng phải gồng lên và cùng nhau nắm tay nhau bước qua những cái phút khó khăn đấy và đã thành được tại thế trận và ghi thêm được một bàn thắng nữa. Thì đúng là không có khán giả thì đó là thiếu đi cái cầu thủ thứ 12 của đội. Nhưng mà chính vì cái yếu tố đấy nên là đội đã cố gắng quyết tâm đá trên là 200% sức để giành cái chiến thắng hay dành cho sự cổ động và những cái sự mà chuẩn bị của cổ động viên dành cho đội bóng. Mình thay mặt đội rất cảm ơn sự giúp đỡ của hội cổ động viên. Mình thực sự rất xúc động và mình chỉ biết nói lời cảm ơn rất sâu sắc đến những sự chuẩn bị của hội cổ động viên. Mình mong hội cổ động viên sẽ luôn đồng vai sát cánh cùng với đội bóng trong những lúc khó khăn và những lúc thành công. Mình cảm ơn rất nhiều với hội cổ động viên.